Và bây giờ, xin mời quý vị hãy xem đến cuối clip để quan sát kỹ những hành động của một vị sư không có giấy chứng nhận và một sư có giấy công nhận hẳn hoi nhé. Sao lại không nhận tiền? Thế cái phúc cho mọi người được hạnh phúc ra được rồi, đâu có nhận tiền được không? Đúng rồi. Như thế là nó phạm giới. Không sao. Không có nhận tiền được đâu, không trả được chứ. Không nhận. Không nhận à? Vâng. Chúc yêu mọi người như thế là được. Sư không nhận tiền mà chỉ chúc cho mọi người được hạnh phúc và tốt đẹp nhỉ? Thưa anh là con đâu có nhận tiền. Con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. Thức ăn chay. Chứ ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa. Vậy là sư không nhận bất cứ gì luôn, không nhận tiền. Không nhận tiền. Không dùng tiền, không xài tiền. Không giải tiền. Con đi thì nói rồi, chỉ cần một bữa ăn chay để lấy nuôi thân tu hành đấy thôi chứ. Thằng đây là một vị sư chân chính nha cả nhà. Bây giờ sẵn đây Tuấn làm một video này nói đây, đây là một vị sư, đúng là một vị sư mà cái thời mà thời truyền thuyết ngày xưa đó, không dùng tiền, không xài tiền. Con thì xưa anh là con thì cũng chả phải là sư là thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo cái lời Phật dạy thôi, chứ con cũng không mong đến được thành sư hay được thành thầy gì cả. Nước đủ rồi, mang không mang một cái này đấy, không mang được. Anh lấy đi từ Nam ra hả? Nhưng mà giờ nặng này cho anh trên tay này, mang nặng này. Oh, my God.